trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề cuối tuần xây dựng bất động sản trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, nối tiếp chuỗi vấn đề phòng cháy chữa cháy căn hộ chung cư, chúng tôi tiếp tục khảo sát thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt sau sự cố hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Carina Plaza. Vậy thị trường căn hộ chung cư sẽ bị tác động ra sao sau sự cố cháy nổ này và những giải pháp mà thành phố Hồ Chí Minh đưa ra để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy chung cư trong thời gian tới? Ngay sau đây là những thông tin đầu tiên, kính mời quý vị theo dõi. Một giờ 30 sáng ngày 23 tháng 3, người dân sống trong 736 căn hộ chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, quận 8, hoảng loạn tháo chạy khi lửa và khói bao trùm. Gần một giờ đồng hồ bùng phát đám cháy đã cướp đi 13 sinh mạng và làm 28 người bị thương, thiêu rụi 300 m² diện tích tầng hầm Block A với 15 xe ô tô và 150 xe gắn máy. Đây là vụ hỏa hoạn làm thiệt hại về người và tài sản lớn thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 15 năm qua, kể từ vụ cháy trung tâm thương mại quốc tế ITC đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 xảy ra vào ngày 29 tháng 10 năm 2002. Ngọn lửa Carina đã được dập tắt gần một tháng, nhưng đến nay thị trường căn hộ vẫn đang chịu tác động tiêu cực. Điều đó được thể hiện qua các hoạt động giao dịch đang bị chững lại. Theo thống kê của Saville, lượng tiêu thụ cho cả thuê và bán của 3 phân khúc cao cấp, trung bình và giá rẻ đều giảm trong quý 1. Cụ thể, với 28.600 căn hộ buôn hàng trong quý 1, chỉ bán được 13.500 căn, giảm 11% theo quý. Riêng 5.100 căn hộ cho thuê thì công suất thuê đã giảm 3 điểm phần trăm theo quý. Tháng vừa rồi thì có những khách hàng họ cũng có ảnh hưởng một chút về cái tâm lý của cái vụ cháy, cho nên họ cũng có thay đổi cái hướng đầu tư sang những cái sản phẩm như là nhà liền thổ. Cái vụ cháy chung cư Carina rất là nghiêm trọng. Nó có tác động đến tâm lý và hành vi của người tiêu dùng. Và cái tác động đó nó đã diễn ra trong 10 ngày vừa qua, dẫn tới cái việc mua bán giao dịch nó có bị chững lại. Mặc dù các chuyên gia nhận định tình hình giao dịch sụt giảm chỉ là tạm thời, bởi căn hộ chung cư vẫn là lựa chọn tối ưu của người dân thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là lựa chọn duy nhất đối với người có thu nhập trung bình thấp, bởi sản phẩm chung cư phù hợp với túi tiền nên nhu cầu nhà giá rẻ vẫn đang vượt hai con số nguồn cung. Thế nhưng sau vụ cháy thì nhu cầu thị trường đã chuyển sang hướng khác và đất nền nhận được quan tâm hơn cả. Còn các căn hộ chung cư thì thêm các tiêu chuẩn lựa chọn mua hàng, đó là an toàn phòng cháy chữa cháy. Đó là cái đòi hỏi của người tiêu dùng cao hơn, khắt khe hơn. Đòi hỏi chủ đầu tư là phải làm nhiều hơn để đảm bảo chất lượng chung cư, đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Thay đổi về hành vi mua nhà của khách hàng là hiện nay là họ sẽ quan tâm rất là nhiều đến tất cả những cái công tác phòng cháy chữa cháy, quan tâm rất nhiều đến cái uy tín của chủ đầu tư và tất cả những cái dự án mà trước đây chủ đầu tư đã từng phát triển. Không chỉ tiêu chuẩn chọn căn hộ của người mua nhà giờ có thêm nhiều danh mục hơn, mà trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, đất nền đã ăn theo tâm lý lo sợ cháy nổ chung cư, nên nhiều khu vực ven thành phố Hồ Chí Minh đang nóng hơn. Cụ thể thì nó tùy từng cái khu vực, những khu vực và nó có cái diễn biến là lan sang cái khu vực vùng ven như là Củ Chi, Cần Giờ hay là Bình Chánh, thì cái giá đất nó cũng tăng trung bình khoảng 30% so với đầu năm. Còn nếu mà so với cùng kỳ của năm 2017 thì có nơi là tăng trên 100%. Chưa dừng lại ở đó, cú sốc cháy đã buộc các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc quyết liệt hơn, khi lần này huy động tất cả các sở ban ngành liên quan tham gia. Cụ thể, ngày 29 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 04 về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đầu tiên là thanh kiểm tra toàn bộ chung cư trên địa bàn thành phố. Song song đó, yêu cầu Sở Tư pháp rà soát lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và phòng cháy, tập trung vào 3 hành động. Thứ nhất, tăng cường chế tài. Thứ hai là nâng cao mức phạt. Thứ ba là biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp chủ đầu tư vi phạm phòng cháy chữa cháy. Thậm chí nếu xét thấy cần thiết thì sẽ báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện biện pháp chế tài ở mức cao hơn theo cơ chế đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh, có nghĩa 90% nguồn cung thị trường nhà đất, tức căn hộ chung cư sẽ có thay đổi trong thời gian tới.
Thành phố cũng đã chỉ đạo rất là nhiều rồi. Đặc biệt là trong cái điều kiện ngay bây giờ sau khi xảy ra các cái sự cố đó thì cái công tác này nó càng lúc là càng quan trọng hơn và được lãnh đạo thành phố vừa ban hành một cái chỉ thị đó là tăng cường cái công tác phòng chống cháy nổ. Đó là một cái chỉ thị phải được triển khai một cách nghiêm túc và thực hiện rất là tốt. Riêng đối với Sở Xây dựng thì cũng sẽ rà soát tổng kiểm tra lại toàn bộ các lực lượng nhà chung cư. Theo các chuyên gia, vụ việc Carina là hồi chuông cảnh báo cho một thay đổi. Bởi trong thời gian tới trên thị trường căn hộ chung cư sẽ có những điều chỉnh về cả chính sách và hành vi tiêu dùng. Cũng theo nhận định của các chuyên gia, sau vụ cháy chung cư Carina thành phố Hồ Chí Minh đã lộ ra nhiều bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy, trong đó có cả lỗ hổng từ xây dựng cho đến quản lý vận hành chung cư. Cụ thể mời quý vị theo dõi tiếp phóng sự sau do phóng viên VITV thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận. Thưa quý vị, theo Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn thành phố có 8 công trình hiện chưa nghiệm thu nhưng đã đưa dân vào ở. Việc chưa nghiệm thu công trình nhưng đưa người dân vào sinh sống là một trong 7 nguyên nhân gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Việc chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy có nghĩa hệ thống xử lý cháy nổ chưa được kiểm chứng độ an toàn, cho nên khi xảy ra cháy, thiệt hại sẽ nghiêm trọng hơn. Minh chứng đã thấy rõ ở chung cư Carina, khi hỏa hoạn xảy ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy đều nằm không, đó là không báo động cháy, không đèn tín hiệu hướng dẫn thoát nạn, không hệ thống hút khói, không phun nước chữa cháy và không có người hướng dẫn dân trước khi lính cứu hỏa tới. Điều đáng nói, trước đó những tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đã phải đi qua 4 bước nghiêm ngặt như lập hồ sơ thiết kế, rồi thẩm định dự án trước khi xây dựng, giám sát trong quá trình thi công và cuối cùng nghiệm thu trước khi bàn giao nhà. Tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều công trình sai luật. Chúng tôi thống kê 12 cái chung cư mà chưa đảm bảo cái điều kiện an toàn cháy cháy chưa được nghiệm thu đã đưa vào sử dụng, nhưng mà hiện tại bây giờ đã có một số chung cư đã khắc phục, ví dụ như chung cư cho anh em đại diện cũng đã khắc phục rồi. Bây giờ chúng ta còn lại là 8 cái chung cư hiện tại bây giờ chưa được nghiệm thu được cháy cháy nhưng mà đã đưa vào sử dụng. Chưa kể đến việc khi bàn giao nhà, nhiều chung cư không thành lập ban quản trị, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi trong quá trình vận hành chung cư, nếu không có ban quản trị, cũng đồng nghĩa với việc bảo trì chung cư sẽ không được thực hiện. Vấn đề ở đó ở đây là gì? Không được kiểm tra, vận hành và không được cái hậu kiểm thường xuyên để đảm bảo cái thực hiện. Không có cái sử dụng bảo quản định kỳ thì nó cũng sẽ là tê liệt. Cái trách nhiệm chung này có thể là cụ thể nó có một số cái công việc. Đó là ví dụ như là vận hành về thang máy, về điện, về nước, về chiếu sáng, về vệ sinh và về an ninh xe cộ. Đó thì đó là những cái vận hành cụ thể chung trong một cái tòa nhà chung cư. Trong tòa nhà chung cư nó gọi là liên đới về mặt rủi ro, tức là một cái hành vi mà không đúng của một người có thể ảnh hưởng rất là nhiều người khác. Cái thứ hai là cái quản lý của công ty quản lý, tức là họ kiểm tra kiểm soát đến mức nào. Thứ ba là bản thân cái hệ thống đấy nó phải được bảo trì bảo dưỡng để khi mà có cái vấn đề xảy ra thì nó phải làm đúng cái chức năng của nó một cách tốt nhất. Theo các chuyên gia, có hai lý do dẫn đến một số chung cư không thành lập ban quản trị. Thứ nhất, do tranh chấp quyền lợi từ số tiền 2% phí bảo trì. Và thứ hai là không đủ tỷ lệ người tham gia hội nghị nhà chung cư khi bầu ban quản trị. Trong đó, tranh chấp phí bảo trì thường xảy ra giữa chủ đầu tư với ban quản trị và giữa ban quản trị với ban quản lý chung cư, đơn vị ban quản trị thuê về quản lý chung cư. Cụ thể những tranh chấp như chủ đầu tư không bàn giao quỹ bảo trì đã thu từ người mua cho ban quản trị, hay chủ đầu tư chậm tổ chức hội nghị chung cư để bầu ban quản trị, tranh chấp về chất lượng thiết bị v.v. Về cái chủ đầu tư á, họ cứ thuê rồi họ thuê cho có thôi, thì ban quản lý đây người ta vận hành thì cũng rất là không có ổn định cho lắm, không có tốt. Thì đó như cái hệ thống báo cháy đó đã bị 3-4 năm nay rồi, người dân đây chắc người ta nhiều người cũng biết đó mà nó không hoạt động. Mọi người vẫn đóng tiền mà quản lý hàng tháng đầy đủ, nhưng mà dường như là họ không quan tâm lắm về cái vấn đề mà bảo đảm an toàn tính mạng như là thoát hiểm hay báo cháy vì khu tòa nhà lắm. Đúng là chúng ta có kinh nghiệm quản lý dân cư, nhưng cái kinh nghiệm quản lý chung cư mặc dù là có những vấn đề tồn tại nhưng những vấn đề mà quý vị đặt ra thì chưa đặt cao của cư dân và chủ đầu tư, những mâu thuẫn của ban quản trị. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, số vụ tranh chấp nhà chung cư liên quan đến bảo trì 2% và ban quản trị ngày càng nhiều.
Nếu như số vụ của những năm 2014-2015 chỉ vài chục vụ thì đến năm 2017 đã trên 1.000 vụ. Nhiều vụ tranh chấp lớn trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong khi tranh chấp giữa những đơn vị quản lý bảo vệ an toàn chung cư chưa ngã ngũ thì nhiều chung cư xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn không được sửa chữa. Chưa kể, khi xảy ra hỏa hoạn thì quả bóng trách nhiệm lại bị đá qua đá lại giữa đơn vị xây dựng và vận hành. Chính vì thế, việc tìm giải pháp cho vấn đề này là cần thiết, nhất là sau vụ cháy chung cư Carina Plaza. Qua hai phóng sự vừa rồi có thể thấy công tác phòng cháy chữa cháy chung cư thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều lỗ hổng phải xem xét. Cho nên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã đưa ra nhiều đề xuất thay đổi liên quan đến phòng cháy chữa cháy chung cư, trong đó có những hành động cần phải thực hiện ngay. Còn phía xây dựng thì các cái công tác quản lý vận hành, ví dụ như tập trung rà soát là các cái kinh phí về bảo trì của chủ đầu tư phải bàn giao để đảm bảo cái kinh phí bảo trì để thực hiện các cái giải pháp mà đảm bảo an toàn ở trong đó, hoặc là cái kinh phí quản lý vận hành, các cái tranh chấp giữa chủ đầu tư, ban quản trị, cư dân cũng phải được sớm giải quyết để làm như thế nào mà tạo ra được cái điều kiện tốt nhất để mà đảm bảo các cái nhà chung cư là sử dụng một cách an toàn. Để khắc phục cái vấn đề đó thì chính phủ đã ban hành cái nghị định 23/2018 là cái quy định về và có hiệu lực từ ngày 15/4/2018, tức là ngoài việc mua bảo hiểm bắt buộc đối với các cái công trình thì trong đó có điều chỉnh cả các đối tượng là nhà ở chung cư, tức là những chung cư, những hộ dân mua sống ở chung cư là phải thực hiện mua bảo hiểm bắt buộc. Và trong điều đó này đó là để mà gọi là người dân trong cái ở chung cư sắp tới là phải thực hiện vấn đề là mua bảo hiểm bắt buộc. Đây là quy định của luật pháp. Thật sự ở bên Nhật thì họ quản lý về chung cư rất đơn giản, bởi vì cả một cái hệ thống tòa nhà của họ, họ chỉ cần một vài người để quản lý thôi, bởi vì cái hệ thống quản lý của họ là trang thiết bị của họ đa phần họ đầu tư rất là nghiêm túc, là các trang thiết bị máy móc và cũng như hệ thống phòng cháy chữa cháy và những cái cách cứu nạn tại chỗ của chung cư thì họ đầu tư ngay từ ban đầu với lại chủ đầu tư. Còn ở Việt Nam thì gần như cái công tác mà cũng có một số chủ đầu tư họ đầu tư rất là tốt, nhưng mà cái họ lại quên đi cái việc là quản lý cho nó tốt và vận hành cho nó tốt. Họ chỉ đầu tư đi như họ mua một chiếc xe xịn nhưng mà họ lại không chăm sóc bảo trì bảo dưỡng cho nó. Thì thật sự cái quản lý ở Nhật với Việt Nam nó khó một cái là về con người, về cái cách quản lý và ý thức của người dân. Ở Savo thì thực ra từ trước đến giờ chúng tôi đều quan tâm đến cái việc mà an toàn ở trong các cái tòa nhà mà mình quản lý, bởi vì đấy là một trong những cái mà điều kiện là quan trọng nhất và công tác tiên quyết. Thì tất cả các dự án thì đều có là huấn luyện cho nhân viên, rồi đều có các cái gọi là những cái kế hoạch bảo trì hệ thống hàng năm, đều có kế hoạch kiểm tra hàng năm và đều có việc mà thực tập phòng cháy chữa cháy. Phải tăng cường cái ý thức, trong đó nói về 5 cái chủ thể, từ chủ đầu tư nè, đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị nè, tất cả cư dân và quản lý nhà nước. Phải tăng cường một cái ý thức đó, và phải ví dụ như là cái cháy ở quận 8, nếu mà tính ra thì trong đó có trách nhiệm đầy đủ của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, của cư dân và kể cả của quản lý nhà nước phải được tăng cường, kể cả là chưa nghiệm thu hay là nghiệm thu rồi. Bây giờ chúng tôi thấy rằng cái nguy cơ cháy chủ yếu là do cái hầm để xe, bởi vì hầm để xe của chúng ta đó là phần lớn là xe gắn máy, mà xe gắn máy của chúng ta lại rất nhiều xe là đã quá niên hạn, tức là quá cũ, và rò rỉ xăng là chuyện rất là dễ thấy ở trong các tầng hầm. Mà chúng ta đã vào các tầng hầm chung cư mà chỗ để xe máy chúng ta thấy ngột ngạt. Ngột ngạt là vì rò rỉ xăng. Rò rỉ xăng nó bốc hơi thành khí metan ở trên, cho nên nếu mà bất cẩn chỉ cần một tàn lửa, một điếu thuốc là có thể gây cháy. Cho nên phải bổ sung cái quy chuẩn xây dựng Việt Nam và cái tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy này để đảm bảo rằng cái tầng hầm này là thông thoáng để không tích tụ cái khí ga dễ nổ, dễ cháy nổ. Và cái thứ hai nữa đó là dứt khoát là phải thực hiện nghiêm cái quy chuẩn 06 của Bộ Xây dựng, là cái thang từ tầng hầm chỉ lên tới tầng trệt chứ không có cái thang tầng hầm mà đi lên cái thang thoát hiểm của chung cư, bởi vì điều đó là hoàn toàn là gây nguy hiểm nếu cháy thật xảy ra. Cái bổ sung thứ hai chúng tôi thấy đó là cái bổ sung cái quy chuẩn xây dựng Việt Nam về cái tầng thoát nạn của chung cư cao tầng. Bởi chung cư cao tầng của chúng ta hiện nay là
khoảng là trên 30 tầng là đã rất nhiều chung cư nhà ở rồi. Cho nên là phải có cái tầng thoát nạn. Thí dụ như quy định là 5 hay 7 tầng là phải có một tầng thoát nạn. Thì nếu mà cháy, nếu cháy ở trên thì là người đó sẽ chạy lên trên những tầng trên nữa thì đến cái tầng thoát nạn. Và nếu một cái cụm chung cư có nhiều tòa nhà gần nhau thì các tầng thoát nạn nó được liên kết với nhau. Đến đây, chương trình xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.